Trong chăn nuôi gia cầm thì chúng ta rất hay gặp các bệnh về ORT. Và xin chào mọi người, hôm nay đại sẽ giới thiệu cho mọi người biết rõ hơn về bệnh ORT về nguyên nhân, triệu chứng, bệnh tích, cách phòng bệnh và xử lý khi bị bệnh. Đây là một trong những bệnh rất là phổ biến trong cái vấn đề về chăn nuôi gia cầm thịt và gia cầm lấy trứng. Thì chúng ta đầu tiên là về nguyên nhân đây là một loại cấp tính do vi khuẩn như mọi người gà cũng rất là hay bị bệnh khi giai đoạn mà ốm nếu chúng ta ốm mà độ thông thoáng không có cũng rất là dễ gây ra cái bệnh này về triệu chứng thì gà sốt cao ủ rũ giảm ăn nghiêm trọng chảy nước mắt nước mũi ho khẹt, ngáp và vươn cổ lên để thở và đặc biệt là lúc khoảng tầm 8-9 giờ đêm ấy, khi đó là gà yên tĩnh chúng ta ra ấy, nghe gà rít rất là mạnh phân xanh rêu trắng nhất và khi gà chết thì ở trọng lượng trung bình một số con là chết ngã bật ngựa gà đẻ trứng ấy, thì trứng non trắng và không vỏ đây là một số cái hình ảnh mà gà bị ORT gạc rất là khó thở rướn cổ ngáp gió ho lắc đầu vẩy mỏ khẹp ừ. cái thứ hai là chảy nước mũi sưng mặt đây là phân phân tiêu chảy dịch viêm trên nền chuồng về bệnh tích thì khi chúng ta mổ chúng ta sẽ thấy được cái bệnh tích rất là rõ ở đường khí quản cũng như ở trong phổi đây là viêm mũi các túi khí đục có lớp fibrin phủ kín đặc biệt là túi khí ngực Bệnh tích đặc trưng của bệnh là có fibrin hoặc là bán đậu dạng ống nằm ở phần ngã ba khí quản trong phế nang bên trong phổi. Gà đẻ là xuất huyết, xuất huyết trứng non, vỡ bùng trứng, phổi thâm đen, viêm hóa mủ. Giai, đây là giai đoạn sớm này bước giai đoạn sớm thì niêm mạc phế quản là xuất huyết hoặc có dịch mủ. Thanh quản là nhiều dịch nhầy đặc và có fibrin. Khi chúng ta vào chuồng nuôi lúc 8 đến 10 giờ đêm ấy, chúng ta sẽ nghe rít và tiếp tục nữa là khi mà chúng ta mổ kiểm tra bệnh tích thì đây là phổi và một số cái là bị viêm phổi viêm hóa mủ là ba phế quản gốc phối phổi là tích bá đậu túi khí viêm mở đục có bọt khí hoặc là mủ vàng về cách phòng bệnh thì có 3 bước bước một là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ đảm bảo thông thoáng chuồng nuôi cái thứ hai là phun vệ sinh chuồng trại xung quanh chuồng có rất là nhiều loại thuốc phun sát trùng chuồng nuôi nha mọi người bước hai á là phòng bệnh bằng định kỳ kháng sinh thì có rất là nhiều quy trình là dùng có thể là dùng doxycycline hoặc là quy trình thứ hai là dùng đốc một lút và tùy từng loại thì chúng ta sẽ có cái hàm lượng dùng nó khác nhau và chúng ta nâng cao sức đề kháng cho cho vật nuôi còn uh, xử lý bệnh thì cũng có 3 bước thứ nhất là vệ sinh chuồng trại phun thuốc sát trùng cái thứ hai là dùng liều kháng sinh điều trị thì ở đây á uh, là chúng ta sẽ kết hợp đó là gì ạ phun tinh dầu z spray cái này là giúp cho gà ở đây là dễ hô hấp hơn và cái khả năng phun mình sẽ dạng phun sương phun từ trên cao nó rơi xuống nhé mọi người thì uh, liều là 10 ml trên phút trên lít nước và phun xương cho 20 đến 40 mét vuông chuồng. Tiếp nữa là chúng ta là dùng kháng sinh để điều trị cũng có thể là dùng theo phác đồ á là Cefonil kết hợp với Lincospec cộng với Alpha soi hoặc là dùng nếu mà nó nhẹ hơn thì chúng ta có thể là dùng uống kết hợp cái phác đồ là Doxycycline kết hợp với um, Flo Max và microvet Hoặc là phác đồ thứ ba là Pulmi Pulmotil, uh, Max cộng uh, với Brom. Thì một trong mọi người có thể sử dụng một trong ba phác đồ này nếu trong vòng 2 ngày á, mà cảm thấy không ổn thì mọi người chuyển sang cái dạng chích cho cho cho, cho chính đại. Và bước thứ ba thì cũng giống như bước đầu tiên thì chúng ta á, bổ trợ tăng sức đề kháng bằng uh, im Pro hoặc uh, là các cái sản phẩm nâng cao sức đề khác, kháng khác nhằm mục đích là gà tỉnh nhanh giảm chết tăng lực và đặc biệt là kích thích miễn dịch chống lại bệnh và cuối cùng xin chúc mọi người chăn nuôi thành công mọi người là chớ đăng ký và theo dõi kênh của chính đại và mọi góp ý thì mọi người cứ comment ở phía dưới hoặc là cần chia sẻ các cái bệnh nào về heo về gà thì cứ liên hệ với đại hoặc liên hệ qua số điện thoại là 0967 031 092. Xin trân trọng cảm ơn.